từ bé gái 11 tuổi rơi xuống giếng bỏ hoang ở Đắk Nông. Một bé gái 11 tuổi ở Đắk Nông trong lúc đi hái quả lạc tiên không may bị rơi xuống giếng nước bỏ hoang, sau đó được cứu kịp thời. Tối nay, ngày 20 tháng 4, thông tin từ Ủy ban Nhân dân thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông-nô cho biết, lực lượng chức năng vừa giải cứu thành công một bé gái không may rơi xuống giếng bỏ hoang. Trước đó, vào khoảng 16 giờ chiều nay, cháu DTCA, học sinh lớp 5, trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, thị trấn Đắk Mâm, cùng bạn đi vào một dãy cà phê gần nhà để hái quả lạc tiên. Khi cháu A đứng lên tấm gỗ che miệng giếng để hái quả thì bất ngờ tấm gỗ bị gãy khiến cháu A rơi xuống giếng. Ngay lập tức, người bạn đi cùng đã chạy về báo với người lớn, sau đó cháu A được giải cứu. Hiện tại sức khỏe của cháu đã ổn định và đang được người nhà chăm sóc.